Chào cả nhà mình. Hôm nay Thơm Việt TV đi review cái quán lẩu dê nha ở tại Landon. Mời cả nhà mình đi thưởng thức nha. Nghe nói cái quán lẩu dê ở đây ngon nhất ở cái vùng Landon. Mình vô thử cho biết nha. Có gì mình để cái địa chỉ ở cuối video cho cả nhà mình xem nha. Chào cả nhà nha, này là ông chủ ông chủ ở đợ ông chủ ở đợ quán Sài Gòn Bistro. Hôm nay mình đi ăn lẩu dê với lại gân bò xào sa tế. Gân bò xào sa tế, món đặc sản. Đặc sản cho món đó đi. Dạ. Gì nữa? Rồi gỏi bò tái chanh có lá sách. Có ngầu quýnh không? Ngầu quýnh không con? Không có. Ok. Rồi món gì nữa? Gỏi bò tái chanh lá sách. Gỏi bò tái chanh lá sách. Dạ. Gì nữa? Rồi mấy cái gỏi là có gỏi vịt. Gỏi vịt. Mà gỏi bò tái gỏi bò tái chanh lá sách với lại gân bò nó ngon hơn, đặc sản hơn. Gỏi bò tái chanh lá sách. Gân bò thì mình kêu rồi đúng dạ. Không? Rồi gì nữa? Rồi ăn gỏi thì ăn gỏi đu đủ cũng được. Gỏi đu đủ bằng ngân, gỏi đu đủ đu đủ tùy anh. Có gỏi đu đủ bằng ngân luôn. Dạ, không bằng ngân có. Dạ. Rồi giới thiệu thêm nó đi. Rồi món đặc sản nữa thì cơm gia đình thì Tết mà giờ phải ăn lẩu chứ đi, thích ăn lẩu. Lẩu rồi. Dạ, okay. Lẩu thì ăn không ăn cơm gia đình được. Ăn lẩu rồi thì cơm gia đình để ngày mai mình ăn tiếp. Để ngày mai ăn tiếp. Tạm thời em kêu ba món đó trước đi. Bây giờ cái gỏi thì để mình lựa lại ha. Dạ. Rồi. Giờ cái gân bò cho cái gân bò xào sa tế với lại cái lẩu dê. Dê. Dạ. Ok. Dạ. Lựa con dê con dê có gân, có nạc, có xe. Lựa con dê 18 thôi nha, không dạ. Con dê già nha. Không sợ dê 18 lắm anh ơi. Năm mớ ăn dê 50 nó ngon hơn. Dê 50. Dạ. Ok anh. 2 rưỡi rồi, người ta lớn rồi, người ta 2 rưỡi rồi, ấy, hai mẹ con đây, hai mẹ con ngồi kế bên là giống như số 10 vậy đó. Cái thích gỏi bò xào sa tế nè. Rồi, đúng rồi. Gân bò xào sa tế. Chị thích cái gì chị cứ kêu đi, em thì thích lẩu dê rồi. Đây menu. Nhà hàng ở bên Mỹ thì nó đồ ăn thì rất là phong phú, thực đơn rất là nhiều món ăn. Ở Việt Nam thì đơn giản hơn, ít món hơn. Còn nhà hàng bên Mỹ là phải làm nhiều món gì đó. Quá trời món ăn luôn. Đủ loại món ăn. Mẹ qua ngồi đây đi. Để cho ông chửi đọc nè. Nó không té đâu. Té đó. Mẹ lỡ món ăn chưa, để hơi nó làm lâu lắm đó. Người khác người ta kêu trước mẹ là mẹ chờ lâu đó. Đó. Không phải anh chủ luôn ha. Nhà hàng này là không có chủ nha. Anh chủ đây hả? Ồ, đây là anh chủ đây. Anh chủ quán đây. Cả nhà mình nữa mình để cái địa chỉ cuối video nha. Cái gì tao ủng hộ giùm anh chủ nha. Quán mình mở lâu chưa anh? Dạ. Cái nhà hàng mình mở bao lâu rồi? 7-8 năm. 7-8 năm rồi. Dạ. Bán cũng ok hả? Dạ, ok. Dạ. Mình không phải ở đây, ở xa. Nghe nghe nổi danh quá mình tới thưởng thức. Hy vọng là ngon như là đồn rồi mình giới thiệu cả nhà YouTube của mình tới ăn. Anh tên gì? Hả? Tên tôi. Khôi. 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 Ok, cắt khôi nha. Khôi chứ không phải cắt coi nha. Okay. Cảm ơn nhiều nha. Này, nguyên một cái lẩu dê. Ở đây nấu bột có lý ngon. Trời, ở đây nấu lẩu dê là số 1. Lẩu dê chấm với chao nha. Lẩu dê xôi ủng ục luôn. Đặc biệt nè. Anh quay cái bô bún của cô mới ngon nè. Đây là bún đặc biệt. Rồi món này á là một người ăn hai người giỡn nè. Một người ăn hai người giỡn. Ăn cho em đi có cái sữa. Dạ. Vậy là mấy người đổ mồ hôi? Một người ăn người giỡn hai người đổ mồ hôi.
còn cái lẩu sao nữa. Đây là món gì? Gân bò gì? Gân bò xào sa tế. Gân bò xào sa tế. Đây ngon, đây ngon. Còn đây là món lẩu dê, lẩu dê ở Mỹ đây. Đây, dê không. Đó. Khoai. Đủ hết luôn. Wow. Ngon thiệt là ngon luôn. Cái này là nhìn là thấy thèm mà cũng ngang ngỡ lẩu dê quận tư đó nghe bà con. Ở đây mà ăn tới quận tư lận đó. Hồi xưa hay đi ăn lẩu dê quận tư. Rồi mình kéo gì nữa ta? Gỏi vịt phải không? À, kêu cái gỏi vịt. Gỏi vịt kêu thử cái món gân bò sa tế. Gân bò sa tế thử nha. Ơi. Cái món này mình nhậu là hết ý luôn cả nhà. Đúng. Đúng món mình thích luôn. Mình khoái nhai gân. Bạn nào mà thích nhai gân ăn món này. Ngon quá. Ăn gân bổ gân. Mẹ bẻ được đụng cái lửa mẹ để cho nó ấy nè, cái đằng kia. Ngon bà con ơi. Đây nè. Rồi chị bỏ lên chị chịu lại. Cái này là kêu trà gì? Dạ, trà cúc anh đây, trà xanh. Trà xanh cúc. Hồi nãy nói cái tên gì á? Dạ, trà năm mới đó. Trà năm mới. Dạ. À, có nghĩa là cái trà này mới vừa làm trong năm nay. Dạ đúng rồi, mới làm mình sáng. Mới làm bữa nay. Cái mẫu này đang có chuối ha. Cái này uống để mát nha bà con. Thơm thì nó không thơm, nó mát thôi. Giờ mình thử tới cái món gỏi vịt nha. Đấy. Mình thử cái món gỏi vịt này so sánh với cái món gỏi vịt ở Thịnh An nha. Hai ngày trước mình đi thăm bà. Thịnh An ở Huế chứ. Quán lẩu dê Thịnh An. Nổi tiếng không? Ở đây Alip. Alip. Ở ngoài Quế ha. Rồi hẹn bà con đi Quế năm tới nha. Đi Quế năm tới không đi ha. À, món gỏi vịt mình là có mắm gừng không? Cái này là mắm gừng phải không? Đúng rồi, rồi cảm ơn. Dạ. À, cảm ơn nhiều. Mời cả nhà nha. Cái nước mắm gừng rất là ngon. Cái gỏi vịt này á là làm theo kiểu miền Tây nha. Cái gỏi là làm theo kiểu miền Tây. Cái nước mắm gừng cũng theo kiểu miền Tây. Cái vịt này á thì có một coi không? Coi đi hàm miệng á. Nói chung thì tùy theo con vịt. Con vịt này thì nó chưa uống nước là nó bị bắt lên, cho nên nó khô chút xíu rồi. Nhưng mà ăn ngon. Cái gỏi là cái kiểu miền Tây. Gỏi đúng kiểu miền Tây. Thịnh An thì cái gỏi nó làm theo kiểu miền Trung. Mình thích cái gỏi ở đây hơn. Cái gỏi đây thì nó cũng dựng có đậu phộng, nó có đậu phộng, có bào nhuyễn và cái hương vị là miền Tây. Họ nấu miền Tây đúng không? Dạ, ông ở LA á. Ở đâu? LA. LA hả? Dạ. LA là đâu phải miền Tây? Dạ, LA Long An anh. LA Long An. Đúng rồi. Tưởng LA Cali. LA từ Long An. Ừ. Ông thầy nấu là từ Long An nha cả nhà. Cho nên ăn đúng hơn vị Việt Nam. Cũng là nhưng mà
Con vịt này mai mốt là trước khi mặn là phải cho nó uống nước nha. Dạ. Ừ, nó hơi bị thiếu nước. Ông năm mới mà cho nó uống bia nè, không cho uống nước đâu. Cho uống bia. Dạ. Good. Good idea. Ừ. Ngon. Năm mới này gia đình bếp tôm Việt TV mình được ăn ngon. Từ hôm 1 tới nay là ăn cái nào cũng ngon. Ừ. Năm nay có lộc ăn. Con dễ lắm. Thả to ra cái bè đập. Thả to ra nhắn. Ăn gì đâu mà ít mi mệt nữa. Mẹ có thằng giấy chưa? Có, mẹ có. Qua cái giờ quạo núp nó vậy thôi. Cho em thêm bình trà qua lại móc câu đi. Cái này trà xanh. Cho em. Dạ đúng rồi. Hột khoai, một cục tàu hũ, một cục lẩu dê, thịt dê, lấy cái nào có xương, cục rau và miếng nước, gì nữa, củ cà rốt, đấy, củ bộ tâm xanh đấy, mời cả nhà nha, em đâu, chén em đâu. Hả? Mà em cần chén không? Thì nó cho cái chén. Ăn cái này phải ăn chén đó. Ok. Rồi, mời cả nhà cùng thưởng thức. Chấm vô chào. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Dạ, cảm ơn nhiều. Ôi, giờ nóng quá. Nóng quá. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Nó thơm. Đúng khẩu vị của mình luôn. Dạ. Đúng ra lời luôn. Cho em chút nữa anh có ra cho em 2 ly đá không? Không dạ, có nước. Dạ. Rồi mời cả nhà cùng ăn đi. Lẩu dê nóng hổi giờ thở giờ ăn. Đầu năm mình ăn lẩu dê là mình được dê cả năm nha bà con. Rồi. Mình ăn lẩu dê là được dê cả năm. Ngon. Cái thịt dê mềm mại, không có hôi. Nhiều chỗ cái lẩu dê cắn cái dê vô là mình muốn dê liền luôn. Cái dê anh đây làm rất ngon, không nặng mùi. Này chắc là công phu lắm nè, phải có bí quyết lắm nè, nó mới không có nặng mùi. Phải lựa đúng con dê phải không? Trước khi mặn là phải bồng nó đi tắm không? Không có. Không có. Nó chạy vô mồ hôi đi. Rồi xong sau đó. Cho nó lạnh lẽo đè nó xuống. Đè nó xuống. Dạ. Rồi xong hả? Cho nghỉ mệt chứ. Bà con thấy không? Muốn có cái món lẩu dê ngon là phải nhiều công phu. Tội nghiệp anh thợ nấu không? Phải vô con dê cho nó đổ mồ hôi. Các con ăn lẩu dê vô các cô đúng luôn ha, hết quả rồi. Nhiều đâu mà nhiều. Rồi. Ở Việt Nam chỉ cần có cái cơ sở gì đó, có chút đỉnh tiền. Ăn được ăn cơ. Có con cái mình mướn bà vú vô. Đó là con mình nó ngủ với bà vú. Ví dụ có tiền nhiều chút thì mướn em vú vô, chân dài vô ngủ chung với con mình. Đó là mình ngủ được thẳng giấc. Còn ở bên đây là mướn bà vú thôi là cũng hơi đuối rồi. Cũng mất hơn nửa tháng lương của cái lương tiền lương của mình phải chia cho bà vú hơn một nửa. Mẹ tắt lên nha. Bà vú bên đây là phải từ 2 đến 4 ngàn một tháng. Nhiều đâu nhiều. Mình còn phải bao ăn và bao ở nữa.
Sau này ăn ở Mỹ lẩu dê từ Bắc xuống Nam ở Mỹ. Mà lẩu dê ngon thì dính trên đầu ngón tay. Cái gì nãy lẩu dê gì đó. Nãy tao đâu kêu mà cô nào mà chồng lỡ đi xa cứ ăn lẩu dê là chồng về không không hay. Hay quá, hay quá. Nhớ nha, cả nhà mình tới đây ăn lẩu dê nha, để giữ chồng nha. Em nào mà chưa có người tình ăn tô bún bò Huế là người tình tới ngay. Liền không để lâu mà không để lâu phải không? Dạ. Rồi, ok. Cảm ơn gia đình nhiều nha. Ok anh. Okay, bye bye. Rồi. Thank you. Thank you. Hẹn gặp lại nha. Dạ. Bye bye. Rồi, thank you. Thank you hết rồi. Rồi, tiếp tục cuộc hành trình nha. Tạm biệt cả nhà, mình đi quay tiếp tục video kế tiếp mà cả nhà đón xem. Bye bye. Bye bye.